Có được mỗi hai cái ưu điểm đẹp. Thế nên mới nói, cô mới nói rằng là nay toàn những quả bói chán đấy. Mọi người rủ nhau đi một ngày hôm nay toàn những quả bói chán, chả có một quả bói nào đẹp. Đấy. Thế đến bây giờ là quả bói thứ bao nhiêu rồi? Là đã thấy chán chưa? Có một nhà nào yên bình yên đâu. Nhà nào cũng chán thế này. Trời ơi buồn lắm nha. Được một cái ưu điểm là như thế nào? Được một cái ưu điểm là nhà con không động mồ động mả gì hết. Đấy là cái ưu điểm đầu tiên. Ưu điểm thứ hai là đất không động chạm gì long mạch. Đất không có mồ có mả gì cả. Hai ưu điểm đẹp. Ưu điểm xấu thờ phụng chưa để đến nơi đến chốn là xấu. Ưu điểm thứ hai xấu tiếp là hai ông bà già này độc cãi nhau. Bà 58 ông 60. Đấy, cãi nhau chăm chảm thế này. 10 ngày thì phải 8 ngày cãi nhau. Đang ăn cơm cũng cãi nhau. Gắp miếng thịt nên chồng nó cũng lườm. Gắp miếng rau chồng nó cũng nhìn. À, sao lại khổ thế này? Thế bây giờ làm sao? Ô, chả thấy nói gì thì cô kệ đi. Cô thương con. Có đúng như cô nói không? Vâng, đúng rồi à. Mà cái ông này lắm lời nhỉ? Vâng ạ. Đàn ông mà lắm lời thế cứ chưa mới được thế này thì làm sao? Trời ơi, để ý vợ từng tí một. Cái gì cũng để ý, xong rồi lại nói thì nói sai. Vâng ạ, đúng ạ. Đàn ông mà nói dai quá cơ chứ mới được. Đấy thế này thì vợ con, thế mà sao ghế cũng ở được đến bây giờ là giỏi đấy. Xong rồi này. Ê, cô cho cứ ngày ngày đơ rượu thêm nhé. Chết, cũng là một phần đơ rượu đây này. Vâng ạ. Một phần đơ rượu mà một phần nói nhiều. Vâng. Hai cái đấy là hợp tác lên lại càng bị đơ thêm. Thế nên là bà vợ này rất là vất vả. Bà vợ này như vậy là rất là hiền lành. Mà cuối cùng với được cái ông chồng chán. Đấy, năm nay 60 tuổi rồi, 58 tuổi rồi mà sống vẫn không được yên ổn. Đấy, chả có một tí tị hạnh phúc nào, chả có một tí tình cảm nào. Buồn lắm. Đấy. Đúng như thế à? Thế thì bây giờ như thế nào? Thì này cô thương cho nhà con, cho nó thần tâm, thần tính. À, tí cho nhà con nó được ngoan à? Cho nó thần tính à? Này chán thì đang ăn cơm nó hất cái gì đi đây? Chỉ nóng tính nói nhiều ạ. Đấy à, đang ăn cơm mà nó làm loạn lên à? Vâng, cứ nói nhiều. Trời ơi mệt nhỉ, ăn cũng chẳng yên. Này cứ và cơm lên nhỉ. Đút lên, và cơm lên dai chuẩn bị luốt thì nó lại nói cho thế nào lại chả luốt được. Vâng, thì nói nhiều lắm ạ. Nói nhiều lắm à? Cứ nửa bữa là nói. Rồi ôi, cứ nửa bữa lại nói à? Cứ chán cứ lắm, cô thấy hai ông bà buồn lắm. Vâng. Xong rồi toàn nói chuyện liên thiên. Vâng, đúng rồi. Chả nói cái gì đúng. Có nghĩa là cái câu chuyện, ví dụ chồng con nói một cái câu chuyện gì là phải một bữa ăn cơm không hết cái câu chuyện đấy. Vâng. Mà nói đi để nói lại. Vâng, đúng. Lắp đi để lắp lại. Vâng. Đấy, thế nó mới chán, nghe gì chưa? Vâng. Ảnh hưởng đến cả con cái. Ấy, làm bố mà có đàng hoàng đâu thì làm sao mà con cái nó được đàng hoàng. Vâng. Người bố là người cột trụ trong gia đình, là phải gương mẫu để cho các con nó theo. Nhưng người bố không làm được thì làm sao mà các con nó theo được, đúng không? Đấy, có một làm sao con nó không tôn trọng bố. Vì làm sao bố không con nó không tôn trọng. Vì bố không ra bố thì làm sao mà các con nó nghe. Ê, bây giờ mình làm bố, mình phải gương mẫu, mình phải ngoan. Và mình phải như vậy là chỉ cho các con đường đi lướt bước, chỉ cho các con nó theo mình, chỉ cho các con nó được điều tốt, chỉ cho các con cách làm, cách sống, cách làm đạo. Nhưng làm bố lại không làm được. Đấy, bố còn hư thì làm sao mà bổ được các con. Đấy, có một làm sao các con nó hư, các con nó không ngoan, các con nó không nghe lời. Đấy là do ai? Do người làm bố, người làm mẹ. Người làm bố, làm mẹ không ngoan thì dẫn đến các con nó cũng không ngoan. Chuẩn chưa? Đấy, cho nên là người làm bố như con. Người làm bố như con. Người làm bố như chồng con là không gương mẫu. Đấy là cô cứ nói thẳng đấy nhá. Là không ngoan, không ngoan làm sao. Bình thường thì không nói đi. Đúng không? Mượn rượu vào là nói. Xong rồi đến bữa ăn cơm là cái bữa ngon nhất của cả một ngày. Có nghĩa là con đi làm về mệt nhọc là con ăn cơm nó phải yên tĩnh, là nó phải, có nghĩa là mình để cho cái bữa ăn cơm đấy nó ngon, để cho mình hết được cái mệt nhọc của cái buổi đi làm đấy. Nhưng đến bữa ăn cơm chồng con moi móc ra, chồng con nói, chồng con chửi thì thậm chí mâm cỗ to đến chừng nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có mùi vị được ngon. Đấy, thế nên là cuộc đời của con ngày hôm nay đầm đìa nước mắt, luốt nước mắt ở trong lòng là như thế đấy. Mà con đang luốt nước mắt ở trong lòng, mà ngày hôm nay con đang bị như thế, thế nên là cuộc đời của con rất là vất vả. Thế con mới nói rằng là cuộc đời của con ba chìm bảy nổi cũng phải 90 cái lênh đênh. Làm sao phải 90 cái lênh đênh? Mình là người phụ nữ nhưng số phận phải mang kiếp đàn ông rồi. Tất cả mọi việc con đang phải gánh vác, con đang phải lo toan cho trong gia chung nhà con.
Chứ chồng nó chẳng hỏi han gì đến đâu. Con lớn là bao nhiêu tuổi đây? Con lớn nhà cháu là con trai là 90, là sinh năm 90. Sinh năm 1990 là tuổi Canh Ngọ. Năm nay 34 tuổi, tiếp nữa. Vợ cháu là tuổi Mùi. Tuổi. Thế sao không đưa con trai đến đây? Cháu nó đi làm. Con trai đi làm à? Ừ. Con dâu đâu? Cháu nó không đi làm ạ. Hai vợ chồng nó đi làm à? Ừ. Đây là bị tự cả hai đứa rồi. Bên là do không, có nghĩa là do không mang được bầu là do hai đứa rồi. Con trai cũng bị. Ừ. Con gâu râu cũng bị. Ừ. Cho đi khám chưa? Nó đi hiến muộn con chưa? Cháu đi 4 lần rồi chưa được. Đi 4 lần rồi mà không được. Thế người ta bảo là tự chồng tự vợ à? Cháu nó cứ bảo là chúng con không làm sao. Nó bảo không làm sao á? Đi bảo bác sĩ của vậy nhất chỉ về nó bảo chúng con vậy, con biết vậy con. Đây là tự cả hai vợ chồng. Chứ không phải là không làm sao người ta phải mang được bầu chứ. Không phải làm sao người ta mới sinh con được chứ. Đây là trong hai đứa này đều có bệnh hết. Chồng nó cũng bị bệnh, mà vợ nó cũng bị bệnh. Được. Chứ 2 tuổi này mà 2 mệnh thổ mà. Được. 2 mệnh thổ làm ăn là có tiền đấy. Rồi, báo có con đây, nhưng mà đây là ảnh hưởng của hai vợ chồng rồi. Chồng nó bị hỏng, vợ nó bị hỏng. 2 tuổi này bị hỏng hết rồi còn đâu nữa mà dọn. Hai vợ chồng nó ở mấy con nè. Đúng không? Hai vợ chồng nó ở mấy con thì ở cửa bước vào. Có nghĩa là mình đi ở sân bước vào trong nhà. Thế nó nằm ở cái phòng bên tay phải à? Nằm nhà ngang đây. Có nghĩa là ở bên tay phải đi vào đi gì? Vào. Nằm ở cái bên tay phải đi gì? Vào. Có nghĩa là ở cửa bước vào nhá. Nhìn sang bên tay phải này. Nó đang nằm ở cái gian của cái nhà ngang này gì? Nhà ngang bên này. Hay là ở bên tay trái? Bên tay này. Tay phải gì? Ở cửa bước vào con mà cái ngõ của nhà con đi vào. Đi vào nếu quay mặt vào thì là tay trái mà quay mặt ra thì là tay phải. Như là nhà con hướng nam thì cháu nó quay mặt về hướng đông, nhà ngang của cháu nó quay về hướng đông. Có nghĩa là nhà nó quay theo hướng đông nam hay gì? Vâng, đông nam. Nhà con tây kêu hướng đông nam hay gì? Nhà con là hướng tây nam. Nhà con nhà hướng nam. Nhà con là hướng nam chứ? Vâng, cháu nó là hướng đông. Thế giữa nhà trên nhà dưới lại có một cái lối đi nằm ở giữa à? Nhà trên nhà dưới thì có cái lối đi ở giữa ra đằng sau. Đúng không? Có một cái lối đi nằm ở giữa đây gì? Vâng, đi đằng sau công trình đằng sau. Rồi, có một cái lối đi nằm ở giữa của hai cái nhà. Vâng. Thế lại làm cái công trình phụ ra đằng sau đấy à? Đằng sau ngoài cùng ạ. Vâng. Nhà con công trình phụ con tách hẳn ra, con không. Có nghĩa là không làm chung công trình phụ đi gì? Vâng ạ. Cái công trình phụ làm tách riêng ra còn nhà trên với nhà dưới đi gì? Nó là chia cách ra có một cái lối đi nằm ở giữa. Vâng. Chuẩn đi không? Vâng ạ, đúng ạ. Thế còn mà cái công trình phụ là của nhà nào mà nó xin chéo mấy cái mặt tiền của nhà con? Của nhà hàng xóm là trước cửa đi à? Trước ngõ. Đấy, vâng, bên cạnh nhà đấy. Bên cạnh nhà đấy gì? Gọi là trước mặt tiền nhà con đây. À vâng, trước mặt tiền nhà con. Trước mặt tiền nhà con đấy nhá, con quay như này nhá. Trước mặt tiền nhà con có một cái công trình phụ nó xin vào nhà con đi này. Của nhà hàng xóm. Của nhà Ivan ạ. Là của nhà hàng xóm đấy. Vâng. Có một cái công trình phụ. Đây này, nó xiên với cái mặt chéo tiền của nhà con. Có nghĩa là nhà con mở cửa ra là nhà con nhìn thấy công trình phụ. Vâng, đúng rồi. Nhìn rõ luôn cái công trình phụ ở trước cửa mặt tiền. Vâng, vâng, của ủy ban ạ. Của ủy ban à? Vâng. Rồi, nó gọi cô gọi là của nhà hàng xóm. Vâng. Có nghĩa là mở cửa ra. Vâng. Là cô nhìn thấy nhà con. Vâng. Có một cái công trình phụ của nhà hàng xóm nó xiên mấy lại chéo mấy cái mặt tiền của nhà ở. Vâng. Có nghĩa là nhà mình mở cửa ra cái là nhà mình đập luôn cái trong công trình phụ luôn. Vâng. Đấy là cái công trình phụ vệ sinh của nhà hàng xóm nó xiên với cái mặt tiền của nhà con. Cái này thì lại phải mua một cái gương bắt quái. Cái gương bắt quái này phản cái công trình phụ này đi. Chứ nó báo bị uế đi này. Có nghĩa là nó đang bị uế đến trong gia chung nhà con. Thế trong gia chung nhà con đang bị uế của cái công trình phụ đấy, con nghe gì chưa? Thế là nhà về phải tẩy uế đi cho cô. Và mua một cái gương bắt quái. Cái gương bắt quái này có thầy có như vậy là phản nó đi là sẽ tốt.
Thế còn như vậy là cái ấy thì sao? Cái đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi đây? Cô gái là 31 tuổi ạ. 31 tuổi, tuổi sinh năm 1993. Quý Dậu rồi vâng. Là Quý Dậu. Tiếp nữa là nhà nó bao nhiêu? Cháu chưa có gia đình. Còn nhà con còn một đứa nữa cơ mà. Con cháu lớn thì con bỏ đi rồi. Là cháu lớn bị bỏ đi nhưng không thờ à? Có thờ. Thế có thấy cốt đâu? Có cốt của cháu có chung cả vào cái hôm nọ là thờ cho cháu riêng một bác, nhưng mà bây giờ là cốt của cháu là chung vào với lại tổ cô. Nhưng mà nó là con trai cơ mà. Con gái. Thế còn một đứa nữa cơ mà. Con, có một đứa con trai nữa đây này. Con chỉ có một cháu gái lớn là con bỏ đi thôi. Có một đứa con trai nữa. Đây là hai vong liền nó hiện lên đây này. Có. Đấy. Thì có con dâu con thì nó bị sảy mất hai lần. Một lần cháu cấy lần thứ hai thì là cháu bị sảy, còn lần cháu cấy lần thứ tư thì là cháu lại bị thai lưu hút. Đấy là do hai vợ chồng nó hỏng. Vâng ạ. Chứ không phải là không có con, nó có con đàng hoàng ấy này. Anh chẳng qua nhà con không biết. Đâm ra chúng nó có đi cấy cũng không có con. Đi cấy cũng không được cơ, chứ không phải là đi cấy mà được đâu. Người ta đi cấy người ta dễ ẩn ợt. Mình đi cấy có hàng tiền tỷ cũng chả có con. Để thế này hàng tiền tỷ cũng không thành công. Cái đứa con nhà con là ở cửa nhìn đến ban thờ là nhà con thờ bên tay phải à? Vâng ạ, cháu bên tay phải. Đây này. Nó thờ mấy bà tổ cô, mấy bà cô ông Mãnh này à? Vâng. Đúng không? Vâng. Bà cô ông Mãnh với lại thì vào một bát. Còn thì thờ mấy bà cô ông Mãnh đấy còn gì nữa? Vâng. Còn ông bà cô với lại cháu vào một bát. Rồi. Là bát hương ở bên tay phải đi còn gì nữa? Vâng. Đây thì cái bát hương nằm ở bên tay phải đi rồi còn gì nữa? Vâng. Này thờ thế này à? Thờ thế này thì không được rồi. Thờ phụng không đúng rồi, không đến nơi đến chốn rồi. Thứ nhất phải tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu đến chùa. Nó có bảo nó đi cấy nữa không? Tháng 8 mới đi này. Cháu nó bảo là nó còn đang uống thuốc ấy. Là con dâu uống hay là con trai? Cả thì chúng nó, cả hai đứa đều uống. Đây sao không tội gì thì uống làm gì bảo nó thế? Đây nó bị đi này, hai đứa bị liền. Không bị làm sao phải đi cấy làm gì. Không bị người ta để chiều chữa bình thường, đẻ bình thường chứ. Hai đứa lại bị hỏng hết. Thế nên là hai đứa này là mang bầu khó. Vì con này toàn trứng liếp. Toàn trứng liếp. Thì mang bầu làm sao được. Mang thai làm sao được. Có nghĩa là buồng trứng của người ta là phải phồng trứng. Nhưng đây là không có phồng trứng. Trứng nó bị liếp, nên là ví dụ là mình có cấy vào, tự khắc lại đưa ra. Hoặc là cái phôi nó không tụ. Đấy. Thế nên là đi cấy khó lắm. Con này đi cấy là không được. Ví dụ có cấy xong rồi có bầu rồi về không có tim thai. Đấy, nó là hiện tượng như thế. Cấy xong rồi. Rồi, đây ạ, nó báo này không có tim thai. Có chửa nhưng về không có tim thai. Đấy, và có chửa thì tị là bị ra, bị động thai ra. Đấy là trong tình trạng là cái cô con râu nhà con bị ảnh hưởng về những cái bào thai đi cấy. Bào thai đầu tiên là bị sảy, bào thứ hai không có tim thai. Cháu cấy lần đầu thì cháu không được, lần thứ hai thì cháu bị sảy. Là bị ảnh hưởng của tim thai. Đấy. Không được, lần thứ tư thì cháu bị thai lưu. Thì nó không có tim thai, nó chả lưu lại còn gì nữa. Cái gọi là không có tim thai. Tim thai có đâu mà nó đòi được. Nó có thấy tim thai đâu thì nó chả bị lưu mất. Thì lần đầu tiên là chả chảy đi còn gì nữa. Thế là 1, 2, 3 mấy lần rồi, 4 à? Tháng 8 mới đi là được. Khó có con lắm. Có tiền nhưng mà lại không có con. Nên đâm ra cuối cùng có tiền đi cấy hết.
hết. Đó thì đi cấy mấy lần là hết mẹ rồi, còn đâu nữa mà dọn. Cổ thiếu ấy. Làm được bao nhiêu tiền đi cấy rồi còn đâu nữa mà dọn. Cấy mà không được cơ, chứ không phải là cấy mà được cho đi nè. Có phải đi cấy mà đẻ được đâu mà dọn. Đây đi cấy về chả đẻ được. Đứa thì không có tim thai, đứa thì động thai ra. Đấy, gọi là không có tim thai là lưu mẹ là mất thì nó đã ra. Có cái gì đâu mà dọn. 4 lần rồi. Tiền mất tật mang. Cô thứ hai là sinh năm 93 à? 31 tuổi, cao chân số nhá. Duyên số long đong đật đật, không phải là không có người hỏi đâu. Có người yêu nhưng cứ yêu xong lại thôi. Chuẩn bị xong rồi bị bỏ mất. Đấy. Nên cô này về đường tình duyên là trục trặc. Ông tơ bà nguyệt chẳng xe chỉ hồng. Chiến rượu đào trăm năm trắng thành. Thuyền đây rồi mà chưa biết bến đỗ chỗ nào. Sóng to gió lớn, chưa biết cô để dạt về đâu. 31 tuổi nhưng chứng trạc lắm. Cô này rắn rỏi rồi. Có nghĩa là 31 tuổi nhưng mà tính lết. Cứng rắn rồi. Chứ không phải là ngây thơ. Rồi. 31 tuổi cô gái này chứng trạc lắm. Già dặn lắm rồi. Chứ không ngây thơ nữa rồi. Nên cô này là cao chân số, khó lấy chồng. Vậy nên ai hỏi nó không lấy. Vậy không có người hỏi. Hả? Có người hỏi nó không đấy. Rồi, cô này đầy người hỏi đi thay. Nhưng mà cứ chuẩn bị xong rồi cô này lại thôi mất. Xong rồi tính đất ẩm ương. Rồi thế này chốc thế khác. Rồi một ngày thay đổi hàng nhiều lần. Có nghĩa là cô này thay đổi tính đất nhiều lần. Thế nên là tính đất cô này bị ẩm ương mất rồi còn đâu nữa mà dọn. Chỉ được cứ chịu khó. Ngoan, chịu khó. Nhưng mỗi tội là cao số, khó lấy chồng. Này là phải xe duyên. Không xe duyên thì khó lắm. Vì cô này đáng lẽ lấy chồng năm 28 tuổi. 28 tuổi là cưới rồi, đồng ý rồi còn gì nữa. Rồi 28 tuổi đồng ý rồi. 28 tuổi đồng ý rồi. Nhưng nó lại không cưới. Nó lại bảo thôi không cưới nữa, không lấy nữa. Chứ nó báo với gia đình là 28 tuổi cưới còn gì nữa. Nó báo rồi đi còn gì nữa. Đây này 28 tuổi cưới nhưng 28 tuổi nó lại thôi. Mẹ nó mất còn đâu cưới cái gì. Nó cứ bảo là nó không lấy, mà người ta thì cứ là kết lắm mà nó. Thế là đúng như thế gì? Bố thì bực lắm mà. Rồi, 28 tuổi đã nghĩa là cưới chồng rồi. Nhưng giờ đến 31 tuổi vẫn chưa cưới. Vì đây là duyên của nó là đến 28. 28 là duyên nó sẽ cưới. Nhưng nó lại cao số. Thế là cái duyên của nó lại bị tan ra mất. Thế đâm ra là 28 tuổi nó không lấy được chồng. Chứ 28 tuổi nó báo gia đình rồi. Đấy, nó nhất trí lấy chồng. Nhưng cuối cùng nó lại báo nó không lấy nữa. Người đâm ra là nó ế đến giờ. Giờ 31 tuổi vẫn dậm chân tại chỗ. Năm ngoái cũng có thằng hỏi nhưng lại không đồng ý nha. Năm ngoái cũng có giai hỏi nhưng không đồng ý. Rồi năm nay chưa đi gì đâu. Chưa lấy chồng. Năm nay có người hỏi nhưng không lấy á. Chưa lấy chồng đâu nha. Cao số lắm. Ai lấy cô này thì được. Chịu khó mà. Chững chạc lắm rồi. Đấy, cái này khó duyên lắm. Vì duyên nó đến 28 rồi cơ. Nhưng mà 28 nó lại bị rẽ duyên mất. Thì đâm ra nó ở đến ngày hôm nay là 31 tuổi. Đấy, chứ duyên này là còn nó là 28 cưới chồng cơ. Nhưng mà cuối cùng ông tơ bà Nguyệt ông lại cắt duyên ra. Thế đâm ra là 28 tuổi nó không cưới được chồng. Nó ở đến 31. 31 năm nay vẫn chưa có duyên. Năm ngoái là có người yêu rồi cũng lại thôi. Năm nay có người đang theo đuổi cũng thôi. Thế là nó không có duyên. Chứ không phải là con này không có người hỏi. Cô sửa duyên cho cháu đi. Cô sửa duyên cho cháu. Có hai đứa con buồn. Hai đứa con chả buồn à. Đứa con trai thì không có con. Đứa con gái không chồng. Chả buồn. Chồng thì uống rượu suốt ngày. Đơ đơ suốt ngày thì chả buồn. Bây giờ này. Đấy. Con như vậy thì người ta đến hỏi thì không lấy. Thì 31 tuổi không lấy. Xong rồi bố thì cứ bảo. Tao giờ 60 tuổi rồi mà giờ cháu nội không có. Cháu ngoại thì không. Thế à? Bố nó bảo là tao 60 tuổi rồi. Cháu ngoại chưa có, cháu nội thì không à? Thế là bố nó càng chán đời càng uống rượu đúng không? Càng uống rượu. Rồi, chân cứ vắt vắt vặt véo này, chán đời suốt ngày rượu. Rượu ơi là rượu. Cũng chịu khó chăm làm, nhưng mà cứ đến bữa thì cứ chán kiểu vậy nên nói nhiều. Rồi, suốt ngày nói không gì nữa. Khó tính khó lết, càng già càng khó, càng tính càng lên. Bây giờ chỉ có cầu duyên. Xin ông tơ bà Nguyệt, ông sẽ chỉ hồng chiến rượu đào, ông chân năm ông cho thành. Đến với người được thương yêu.
Còn để thế này khó lắm vì duyên của nó 28 cơ. Đấy, duyên của nó 28 tuổi đi này. Nhưng 28 tuổi nó bị lỡ mất duyên rồi, thì đến ngày hôm nay nó vẫn không có duyên. Chứ duyên của nó là cưới, là cưới làm 28. Đấy, nhưng mà cái duyên này nó bị rã mất. Thế đâm đến ngày hôm nay 31 tuổi nó vẫn còn ế. Đấy, chứ không phải là con này không có người hỏi. Con này năm ngoái cũng có hỏi. Đấy, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm ngoái có tin vui. Thế này có bạn trai hỏi nhưng lại không lấy. Đến năm nay cũng có nhưng lại thì mít tịt. Vẫn chưa thấy có chồng nha. Thế thế này thì thế. Con trai thì phải cầu con thì mới có con được. Hai cái bào thai bị bỏ đấy, cầu cho nó siêu thoát thì nó mới siêu thoát, xin nó lộn đi vào nhà mình thì nó mới lộn lại được. Chứ không là không có con. Xong cái cô này gọi là cung mệnh hợp thôi, chứ cái cô này con mang bầu khó lắm. Người khô cầm canh thế này. Người khô khăn. Vâng, con biết rồi. Đàn bà người khô thế này thì làm sao mà có con. Cháu nó cũng trắng trẻo nhắn nhụi. Trời ơi, trắng trẻo người khô đét vậy này. Này là khó mang bầu. Người này khó. Người ta phải nhìn người chứ. Người nào có con này người ta phải biết ngay. Người này tướng này khó có con. Đàn bà tướng này khó có con. Nhìn tướng phụ nữ này là khó có con rồi. Về về vào chồng nó. Nhà nó thế này, nhà nó còn có hai phôi nữa à? Vâng ạ. Đúng không? Vâng ạ. Nhà nó còn có hai phôi nữa thôi. Vì đấy báo này nó còn có hai phôi. Hai phôi này thì lại một phôi bị yếu rồi. Còn mỗi một phôi này thì như thế nào? Mỗi một phôi này là có con trai không? Phôi này con trai. Đấy, thì bảo làm sao? Bảo nó phải ăn tốt. Thì với lần sau đi bơm trứng mới thành công. Nhà nó còn hai phôi gửi. Hai phôi gửi thì một phôi yếu. Còn được một phôi con dai. Đấy, một phôi con dai này. Nhưng mà phải do vợ nó. Cái sức khỏe, cái đề kháng của vợ nó có tốt không mới là quan trọng cái này. Nhưng cái sức khỏe đề kháng của cô, con dâu nhà con là không tốt. Đấy. Còn có hai phôi thôi, không còn nữa rồi. Chuẩn không? Nào, bắt tay, chuẩn bắt tay. Rồi, còn có hai phôi nữa thôi. Hai phôi thì một phôi hỏng rồi. Không trượt. Đang gửi hai phôi mà. Nhưng còn một phôi. Hai phôi, một phôi yếu rồi. Phôi này con dai đấy. Vì báo nên còn có hai phôi. Đi cấy rồi nhưng gửi còn hai phôi. Hai phôi thì một phôi con trai, một phôi con gái. Nhưng phôi con gái lại bị yếu. Còn được mỗi một phôi con trai. Một phôi con trai về kêu cầu cho cô đi. Cái phôi con trai này lao cấy nó sẽ tụ. Đấy, biết ra dễ đấy. Không biết thì phải chấp nhận. Cô thương cho. Vì nó có 6 phôi nghe gì chưa? 4 rồi. Còn 2. 2 còn 1. 1 phải cho tròn. Là cho chót lọt đi. Đã. Vì đây là chúng nó có 6 phôi. 6 phôi thì nó cấy 4 phôi. 4 phôi thì 2 phôi hỏng nghe gì chưa? Có nghĩa là 2 phôi bị hỏng là không có bầu. À 1 phôi không có bầu chứ. 3 phôi có bầu. Chứ không phải là không có bầu đi này. Đấy, bây giờ còn 2 phôi. Còn 2 phôi thì lại 1 phôi báo bị yếu. Còn 1 phôi con dai. Về xin các cụ nhà mình. Con xin các cụ cho con như vậy là có cháu nội, có thằng cu để sau này nó hương khói, nó người nói dõi. Mọi người cho nên đi vợ hai. Vợ hai cũng con nhà dai, nhà con khó có con. Con dai nhà con bị hỏng. Con dâu cũng bị. Cô buồn không? Buồn. Gọi đúng ra thì phải buồn chứ nhỉ. Đây là sự thật chứ. Đây là sự thật, quẻ bói là sự thật như thế rồi. Đây nó có 6 cái phôi thôi mà rộn cây 4 phôi hỏng cả 4 rồi. Còn có 2 phôi thì 1 phôi yếu con gái rồi. Còn 1 phôi con dai. Được mỗi 1 phôi con dai này thì về phải xin ra tiên tiền tổ nhà mình đi.
Thứ nhất phải tu tại gia đi. Thứ nhì tu chọn cho ba tu chùa. Để kêu ra tiên tiền tổ các cụ nhà mình. Để bây giờ các cụ chống khôn chết thương, các cụ phù hộ đồ trì cho con. Con có đứa con trai bây giờ lấy vợ thần đây tuổi tên là gì? Để bây giờ mai mốt như vậy cháu nó đi cấy cho bào thai của nó được tụ, cho con có một đứa cháu nội. Đấy, để cho sau này như vậy là nó hương khói cho các cụ. Sao không làm được? Con cũng vẫn khấn ạ. Đấy, kêu cầu đi cho cô. Mình phải kêu cầu đi cho cô để xin các cụ nhà mình đi. Trước hết là phải xin các cụ nhà mình đi lên. Cháu thì con cũng tuần tự là con cũng vẫn từ đường từ đung con khói để nhà cửa này con cũng hương khói đầy đủ. Đấy, xin các cụ nhà mình đi. Bây giờ chủ yếu là xin các cụ nhà mình. Để cho các cụ nhà mình xin cho nó, để cho các cụ nhà mình cho con trai nhà con có đứa cháu. Nay toàn chán lắm. Toàn nhà không có con, toàn nhà chán đời với nhau. Thế là mấy nhà không có con rồi còn gì nữa. Đấy, có mấy quẻ bói thì chiếm ra một lửa không có con rồi. Trái nhà nào thì có con hiện lên. Toàn con mang bầu bị hỏng hết. Chứ không phải là không mang được bầu. Đấy, con hỏi gì cứ hỏi đi. Thôi thì con cái nhà con vậy thì thôi. Con nhà cô vậy. Con gái để lại ế 100%. Đấy, xinh xắn lắm. Xinh xắn chắc chắn. Hoạt chứ không bị hâm. Vâng, cháu đã làm giỏi. Ô, thế nó cũng được hoạt chứ không phải bị hâm. Vâng. Hâm thì con nói làm gì? Vâng, con gái nhà con rất là hoạt. Vâng. Chứ không phải bị hâm đâu mà rộng. Đấy, xinh xắn, nhỏ nhắn. Vâng, nó nhỏ. Nghe gì chưa? Nhỏ nhắn nhà con này bé xíu đi. Bé vâng, xíu đi. Vâng, vâng. Con này có giỏi hơn 40 cân. Vâng. Con này cân nhanh được 42 cân. Vâng, nó bé. Rồi, con này chỉ 42 cân. Gọi là cân nhanh được 42 cân. Vâng, nó chỉ bé vậy. Rồi. Nó làm bán giỏi. Con này giỏi. Vâng, cháu giỏi. Con gái nhà con rất là giỏi, nghe gì chưa? Vâng. Trứng trạc, chắc chắn. Cân nhanh 42 cân. Vâng, vâng, đúng rồi. Đấy. Vâng. Vì con này thấy bé lùn. Vâng, bé lùn. Bé nhỏ xíu, người lùn. Vâng. Nó hiện lên đây ăn. Mà. Vâng, nó người ăn. Trời ơi, bản chất nó bé rồi. Vâng. Người lùn cái gì? Cân nhanh phải 42 cân, bé xíu. Nó bé như mẹ. Mẹ, được như mẹ có mấy mươi đời. Mẹ to cao. Mẹ ngày xưa bé lắm ạ. Có ba mấy cân. Con này chỉ 42 cân là cân nhanh. Con này nhỏ người nhỏ xíu. Con này hoạt, thông minh, vâng. Xinh xắn, vâng. Chắc chắn, vâng. Đấy, anh vâng. Chàng nào mà lấy được cô này là cực kỳ, vâng. Thì cô này rất là thông minh và chịu khó làm ăn, vâng. Ngoan, vâng. Hiền, vâng. Nhưng mỗi tội ế chồng. Nó đang kế toán thì rất là giỏi. Công ty nào cũng thế à, vâng. Nó kế toán đấy. Vâng, nghe thấy bảo cô này thông minh lắm, giỏi, người bé teo, lùn lùn thấp thấp, công ty nào? Cân nhanh được 42 cân. À, công ty nào nhưng mà nó cứ nhảy đây công ty. Mỗi tội là ế chồng. Vâng. Để thế này ế là cái chắc không có chuyện sai được. Vì trong tình yêu của nó toàn thế bị rắc rối. Nó không thuận, nó yêu xong rồi lại thôi. Thích nên thì nó yêu, mai nó lại bỏ luôn. Vâng, đúng rồi. Đấy, cái con này nó tính lên nó khác mọi người. Vâng. Toàn đứa hẳn hoi chứ. Toàn đứa có nghề hỏi hẳn hoi. Vâng, đúng rồi, vâng. Chính chạc toàn đứa có nghề hẳn hoi hỏi mà không lấy. Vâng. Anh ấy lấy chồng năm 28 cô. Chứ không phải đến ngày hôm nay ế. Vâng. 28 tuổi là đồng ý rồi đi này. Nhưng cuối cùng nó lại bỏ. Con nhà con lại bỏ đấy. Vâng, đấy nó không lấy. Bắt đầu là để ở đến giờ. Năm ngoái cũng có yêu nhưng lại thôi. Năm nay đang có đứa theo đuổi. Nhưng cũng lại thôi. Không có duyên. Bố thì cứ bỏ nhà toàn những... nhà con nhà gia giáo ở công việc đâu đấy thì chứng trả cả thì không lấy thì con cũng chịu. Ai lấy được con này là khá. Con này biết tính toán, con này biết làm. Mỗi tội ế thôi. Con nhà cô thì... nay đến đây là chủ yếu có hai việc. Chủ yếu là việc về con cái. Chủ yếu là việc của chồng. Chồng chán đời, con chán đời. Đấy, hai việc hỏng hết. Chồng chán rồi là con chán nốt rồi. Con trai là phải cầu con đấy. Con trai nhà con phải lễ để xin cầu. Xin cậu bé. Đấy. Chứ con nhà con này đang ảnh hưởng về con cái là phải xin cậu bé đi. Đấy. Vì kêu còn mỗi hai cái phôi nữa thôi. Hai cái phôi thì một cái phôi yếu rồi. Không có sai rồi. Còn một cái phôi lam tử đi này. Đấy. Thế nên phải cầu cho nó trọn vẹn đi. Lần sau đi cấy là báo đi cấy tiếp đi này. Chứ nó chưa thôi cuộc đâu. Nó chưa thôi cuộc đâu. Nó vẫn còn đi tiếp đấy. Dạ. Vẫn đi tiếp, nhưng mà cái đi tiếp này có đến với mình không? Thứ nhất là phải kêu ra tiên tiền tổ nhà mình đi. Đấy, để chuẩn bị nó đi cầu, để chuẩn bị nó đi cấy để cho nó trọn vẹn. Lần này đi, 4 lần hỏng hết rồi còn đâu nữa mà rộn thì làm sao mà tụ được. Dạ.
trứng nó lép. Ví dụ người ta có 9 quả trứng thì chắc 7, nhưng con này lép 9 quả trứng, lép mẹ nó 8 quả. Đấy. Đúng là cái cô đến cô cắt thuốc thì cô cũng bảo trứng nó lép. À, cô cắt thuốc cũng bảo trứng lép như cô bảo à? Đấy, thì trứng nó lép đây đây, thì mang bầu sẽ được. Có mang bầu và nó cũng không đẻ được. Nó không bị ảnh hưởng dị tật, thì nó ảnh hưởng cái lọ cái kia. Thế là bọn nó trứng nó lép là như thế. Nên thì mình phải hiểu cái hiểu chưa? Xong hai là chúng nó ngu lắm. Trong cái giai đoạn mà chúng nó muốn đi cấy đấy, thụ tinh nhân tạo ấy, là nó phải cho chồng là ăn uống tốt. Không, trong nghĩa là ăn uống thì là con cho các cháu ăn. Cô biết rồi, nhưng nó trong thời gian dài, nó phải thời gian một nó phải tầm 6 tháng, hoặc hai là nó phải tầm 5 tháng. Đấy, ăn trong cái thời điểm như thế, xong bắt đầu nó mới đi bệnh viện. Thì cái tỷ lệ trứng, có nghĩa là cái tỷ lệ con dai nó chiếm đoạt rất là nhiều. Con hiểu chưa? Còn ví dụ là sức khỏe nó yếu, sức khỏe nó kém thì cái tỷ lệ con gái rất là lớn. Thế đâm ra là nó bị yếu, đâm ra nó mới không được như thế này. Còn bình thường người ta có 6 phôi rồi, là 6 phôi nó phải thành công. Nhưng đây là do bị yếu và do cái cô kia nữa. Thế đâm ra là cái lúc nó bơm trứng vào nó không tụ được như thế. Phần ăn uống là nhà con này, cho các cháu ăn đầy đủ hải sản rồi thịt bò toàn tươi hết chứ không có ăn lấy đâu. Bây giờ là phải ăn uống tốt. Vâng. Đấy là trong cái cung mệnh như thế, bây giờ kể cả hai đứa này cũng thế. Bây giờ muốn cho con dâu đi cấy cũng thế, là phải ăn uống tốt cô con dâu này thì cái bào thai lần này nó mới tụ được. Đấy, chứ không phải là không. Trời ơi, hàng ngày người ta ví dụ cái cà của gà đấy, người ta ăn hàng 3 lạng một ngày. Đấy, giá đỗ sống say ra uống, chứ không phải chuyện đơn giản như con nghĩ này đâu. Cô làm việc rất là nhiều, người ta ăn đúng như con nói, người ta thành công hết. Không có thể không được ăn theo thời gian rất là dài. Đấy, thì vì được khoa học nó phải như thế. Vì con nhà con đang bị ảnh hưởng của hỏng, đang bị ảnh hưởng của yếu, ăn uống không tốt thì làm sao mà được. Nghĩa là nhà con, là các cháu là con cho ăn đầy đủ hải sản, rồi là thịt trâu, thịt bò là con ăn cho các cháu ăn đầy đủ chứ không... Biết là đầy đủ nhưng trong thời gian nó phải dài. Vâng, dài. Đấy, nó mấy phải 6-7 tháng liền. Hải sản cho các cháu nó ăn thôi. Chứ con không có để cho các cháu ấy ạ. Con toàn cho cháu ăn hải sản rồi thịt bò, toàn thịt bò giết ra cái nấy ngay tươi thôi, chứ con không dám để cho các cháu ăn ôi cả. Nên là trong cái cung mệnh này nó như thế đấy. Nếu mà khoa học của nó phải ăn tốt đấy thì phải được. Nên là phải xin gia tiên tiền tổ các cụ nhà mình. Thứ nhất là phải như thế. Hai là phải xin cậu bé. Đấy. Thì cái cháu vừa rồi nó cũng đi với ông thầy, nó đi chùa Hương, nó cũng xin. Đấy. Đây là phải xin cậu bé. Vâng, đấy, cháu cũng xin, thầy cũng xin cho cô. Lần này mà không thành công nữa là không có cơ hội nữa rồi. Vâng. Là hết rồi, còn đâu nữa mà dọn. Thì trứng nó hỏng hết rồi con đâu. Ồ đây thì 6 quả trứng thì 4 quả rồi. Còn 2 quả, 1 quả học báo hỏng tiếp. Còn có 1. 1 mà không được là hết rồi còn gì nữa. Làm gì còn. Vừa rồi là các cháu nó cũng có đi rồi Hương mà thôi. Đây thầy, có 6 quả trứng nó hiện lên cái gì? Hỏng 4 rồi còn đâu nữa. 4 rồi còn 2, 1 quả lại phải hỏng tiếp. Còn có 1. 1 là báo con dai. Đấy. Cơ hội đó. Con chăm sự nhờ cô. Cơ hội đến với mình đấy. Đấy, còn không hỏi gì nữa thì thôi, đến nhà khác. Rồi cứ đi ra ngoài kia. Đợi lúc nữa. Xong 1-2 ca nữa. Nào, cái cô Lâm Định đâu rồi? Cô Lâm Định này bao nhiêu tuổi đây? Sinh năm 1982 à? Nhâm Tuất này. Thế là chồng bao nhiêu? Chồng sinh năm Mậu Ngọ à? Chồng mà Mệnh Hỏa đấy đúng không? Rồi quê quán ở nơi đâu chi? Cái cô bác sĩ bắt mạch là đúng như cô nói rồi. Con dâu nhà con đã nói rồi là nó bị hỏng trứng. Trứng tỷ lệ của nó lép rất là nhiều. Thì làm sao nó mang được bầu? Ví dụ người ta có 10 quả trứng thì nó phải 5 quả trứng chắc. Nghe gì chưa? 5 quả trứng lép. Nhưng con nhà con ví dụ có 10 quả trứng thì con nhà con hỏng mất 8 quả rồi. Còn có 2 quả nữa thì mang sao được bầu? Thế là mình phải hiểu là cô bác sĩ bác bầu được như thế đấy. Bác sĩ bác bầu này là trong tình trạng trứng hỏng. Bác sĩ người ta bảo nó đúng rồi đấy. Là nó bị lép trứng. Nó lép trứng thì nó không mang được bầu. Thế là rõ ràng như thế. Vì đây nó báo 10 quả trứng nó lép mất 8 rồi thì mang sao được bầu.
Để làm sao được nữa. Này cho con một cái quạt này. Cứ bảo làm sao nó không có con. Không có con là nó như thế đấy. Tối bố nó gọi điện cho con chỉ cách cho. Về bố con dai con râu. Gọi điện cho con chỉ cách cho. Để cho lần này cho nó thụ thai đi. Đấy, cơ hội đến đấy mà không nắm được nữa là thôi, không còn cơ hội nữa đâu. Đây là cơ hội duy nhất, chỉ còn một lần nữa thôi. Tuổi của con từ giờ đến cuối năm có hạn nhé. Tuổi của con từ giờ đến cuối năm có hạn vào ngày nào? Tuổi của con từ giờ đến cuối năm có hạn vào ngày mùng 8 âm lịch của cái tháng 5, 23 của cái tháng 9. Hai cái ngày ấy là báo có hạn. Tuổi của chồng cũng có hạn. Tuổi chồng có hạn vào ngày 11 tháng 6, 27 tháng 11. Hai cái ngày là báo có hạn nhé. Âm phần lợi tộc báo chưa phát lộc, âm phần lợi tộc báo không được thịnh, âm phần lợi tộc báo mất mồ, lợi tộc từ giờ